Ngoại. Dạ, ngoại cũng là fan cứng cựa đó chị. Đó, bà ngoại bây giờ cũng nổi tiếng trên kênh Anh Khương lắm. Bà ngoại quay giờ là ai cũng biết bà ngoại hết trơn á. Biết bà ngoại thôi. Đây, bà quay bà ngoại, đã có người kêu quay bà ngoại liền luôn. Dạ đây, bà ngoại của con đây ạ. Chị đang coi clip sư phụ thấy thông báo vào xem liền. Dạ em cảm ơn chị. Dạ đây bà ngoại, bữa nay bà ngoại đi một mình hả bà ngoại? Dạ. Đây bà ngoại là đêm nào cũng có mặt, hình như bữa chỉ có thiếu một đêm thôi. Có thiếu một đêm là không thấy Lan Khương nhắc liền. Dạ đúng rồi. Bữa đó nhà bệnh. Dạ. Dạ. Bữa chỉ có bệnh nên ngoại mới không đi thôi, còn thường là ngoại lần nào cũng lên là tặng bông rất là nhiệt tình luôn. Đó chị xinh mà. Đây để con quay ra đằng trước cho ngoại. Mọi người đang chào ngoại kìa. Đó, ngoại lần nào cũng đi tới ủng hộ. Đây, hôm nay là clip này là tổng hợp các gọi là fan đi ngoại ha. Đó, ngoại cũng là một người ủng hộ cho anh Khương. Đó. Không thiếu một đêm nào. Anh Khương tội nghiệp quá, đâu cũng có nó hết. Ủa sao tội nghiệp ngoại? Tội nghiệp là cũng như là nó đi từ thiện nhiều quá. Đi từ thiện chỗ này chỗ kia quá trời luôn. Đi lên vùng sâu vùng xa đó. Dạ. Tội nghiệp. Dạ. Ba má mới sanh đứa con ra. Dạ, ảnh diện luôn. Dạ. Bà ngoại rất là dễ thương. Ngoài đây ngoại xì tin nè đó, mọi người đang khen ngoài quá trời. Có không? Đây con, đây con đang đọc comment này, con đang like. Đây là bà con cô bác đang nói chuyện trực tiếp với mình luôn. Dạ. Vậy hả? Dạ, đúng rồi. Con cũng dễ thương chứ bộ. Dạ, đẹp gái chứ bộ, dễ thương. Ngoại sắp tới là anh Khương có làm chương trình ở Long An đó, ngoại có đi không ngoại? Đi được đâu, sao qua. Sao quá hả ngoại? Mình ở bà điểm mà đi xuống đó xa quá con không đi. Nhưng mà đêm nào mà ở hội quán là ngoại vẫn ủng hộ hay. Đúng rồi, ở đây là cứ khoảng mỗi tuần là đi, mỗi tuần đi. Cái nó suốt hồi xưa giờ nói con nghe, hồi xưa giờ là nghệ sĩ rồi đâu có, mình đâu có tiếp cận được nghệ sĩ. Bây giờ là nhờ Khương Dừa nè, nó ra cái hội quán này nè, rồi bà con cô bác thì kia nọ mới là giao lưu nghệ sĩ lên tặng quà tặng đồ, chứ hồi xưa đâu có. Hồi xưa mà mỗi lần mà hát xong rồi xe leo xuống sân khấu rồi ra xe đi về. Bà con đâu có gặp không được, không luôn. Dạ. Cái này thành ra bây giờ hả, trời ơi, bởi vậy giờ phái. Dạ. Phái đi coi, ngoài phái đi thích, coi nghệ sĩ rồi chụp hình rồi đó. Phái lên coi chụp hình này kia giao luôn. Dạ. Nghệ sĩ này kia cái nọ, trời ơi phái lắm chứ. Dạ đúng rồi, đây mà mọi con cô bác nói là bà ngoại cũng là khách quý của quán. Dạ rất quý luôn ý ạ. Dạ đêm nào cũng có ngoại, mà hầu như là bây giờ đêm nào không có ngoại là anh Khương nhắc liền. Tần lễ là đi nước. Dạ Ngân hỏi xem ngoại bao nhiêu tuổi? Ngoại hôm nay 70. Ngoại hôm nay 70. Mà bà ngoại tên là Phạm Thị Ngỡ. Dạ 70 tuổi. Rồi. Ngoại ở quận 6. Ở Bà Điểm Hóc Môn. Bà Điểm Hóc Môn. Ở Bà Điểm Hóc Môn. Dạ trời ơi, vậy cũng lên cũng xa ấy chứ. Đi 454 á. Dạ xa. Đi 454 cũng lên ủng hộ. Dạ. Chiều rồi tối thì 10 giờ mấy mới về. Vợ tới nhà 11 giờ. Dạ. Cái sao đâu. Dạ. Ban ngày mình bằng công chuyện buôn bán. Rồi dạ. Ban đêm mà đi chơi, tuần lễ đi chơi là vậy thôi. Dạ. Dạ. Bà ngoại có ủng hộ anh Khương mang hội quán về tỉnh không ngoại? Làm sao? Sắp tới là anh Khương tổ chức ở Long An. Ví dụ nếu mà ở bà con cô bác mà ủng hộ thì anh Khương có thể đưa chương trình về các tỉnh ở miền Tây. Ở ngoại thấy cái chương trình như vậy có hợp lý không? Thì Khương Dừa nó làm chỗ nào là hợp lý chỗ đấy. Nhưng mà có cái là bà ngoại đi không được. Tại vì sao quá. Dạ. Thì nếu mà đi không được thì mình mở truyền hình mình coi. Dạ. Ở nhà lúc nào cũng mở truyền hình coi á. Dạ. Nhưng mà ngoài mình ủng hộ anh Khương mang chương trình này về ở gần hơn với bà con cô bác miền Tây ha. Dạ. Chiều like cho đi nha. Rủ mấy người kia đi mà mấy người kia không chịu đi. Dạ phỏng vấn về chị Hai Dung 4D đi ạ. Dạ chị xin Trần ngoại dễ thương quá, chúc ngoại nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn con nha. Dạ cảm ơn chị xin Trần. Có đăng lên. Cái này con đăng like chút nữa là con đăng lên liền. Dạ coi trong Facebook hả? Ngoại coi, ngoại gõ Nguyễn Thị Ngân là nó sẽ ra. Ngoại cho con một đăng ký nữa nha. Đăng ký làm sao mà ngoại đâu có biết. Đăng ký là đi. Đây dạ đưa con chỉ cho ngoại nha. Dạ con thấy. Ôi ngoại để thông báo luôn rồi. Rồi sao? Đây. Đó ngoại cũng để thôi.
YouTube. Đó, này chắc không dừa quá thấy chưa đấy. À, Nguyễn Thị Ngân. Đó, đây kênh của con nha ngoại. Con đăng like đó, ngoại có thể vô coi được luôn này. Đó, thấy không? Ngoại thấy chứ ngoại nhá. Đó, đi từ để con ấn đăng ký cho ngoại không, lần sau ngoại không biết. Đây đây, ấn đăng chữ đăng ký nè. Đó, rồi ấn chuông nữa là xong. Rồi được rồi đó ngoại. Rồi ngoại muốn coi trực tiếp thì ngoại vô ngoại coi tiếp thôi. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ thì em đã tìm được ba khán giả gọi là cứng cựa, là đi chưa thiếu một đêm nào của anh Khương rồi nha bà con cô bác. Vắng hả? Dạ bữa nay là bây giờ mới là có 6:30. Bình thường là giờ này là bà con cô bác cũng chưa tới đông mọi người. Tại vì ở trên này á, là khu vực này là đặt trước á, nên là thường tới gần giờ diễn đó mọi người mới tới đông. Dạ ngoại luôn mặn để đến hội quán xem hoài hoài nha. Đó bà con cô bác đang comment với ngoại này. Dạ rồi ngoại ngồi chơi nha ngoại, con xin phép con đi xíu. Đây mình sẽ đi, con mình sẽ đi xuống giao lưu với bà con cô bác phía dưới này xíu thêm nha. Dạ con chào ngoại. Hồi nãy cháu quay phim đó, cái giò đưa ra vậy nè. Dạ. Hả? Kêu con nhỏ kia nó chuột kia này nó quay nó đâu có. Dạ. Nhỏ kia chứ mấy nhỏ này hả? Dạ đây hai ngoại cũng là khách VIP của hội quán đi bà con cô bác. Dạ đúng rồi. Ngoại con nhớ con không? Bữa con casting con để con mời ngoại hát đêm giao lưu á, hai ngoại nhớ không? Mà bà anh ba Hưng ấy. Dạ. Ngoại không nhớ. Ngoại nhớ con không? Dạ. Dạ. Bà nhớ không? Nhớ chứ. Dạ. Cháu nó hỏi vậy đó. Bữa con làm đêm nhạc giao lưu mà hôm một đêm mà ngoại hát đó. Bữa đó kêu hai ngoại lên hát mà cuối cùng có mình ngoại hát. Chứ không, bị ngoại nhớ chứ. Mới tập nó không có ăn nhịp nó. Dạ. Là có chuẩn bị á. Dạ. Có chuẩn bị mới được. Ờ. Nhưng mà hai ngoại rất là dễ thương. Ờ. Bữa nay lên nữa nè. Dạ bữa nay lên nữa hả ngoại? Chứ không, hôm đó sửa soạn mở cái này nè, chương trình này nè, là hai bà lên trước. Dạ. Rồi chú Hương vừa nói bữa nay hai ngoại lên đó là mở hàng cho tụi con, mở hàng đắt hết chứ phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cái sao lô tô nè cũng mở hàng luôn. Dạ. Đây có để bà con cô bác nhớ hai ngoại luôn nha. Mình nhớ là hai ngoại ở Cần Thơ lên luôn nè, đúng không ạ? Đúng đúng. Đó khán giả trời, khán giả yêu thương quá trời luôn, khán giả nhớ hết luôn á. Đây đây toàn là những khán giả đó, những khách hàng rất là quen thuộc của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Ngoại hai ngoại đi lần thứ mấy rồi ngoại? Thứ tư thứ năm gì rồi. Dạ. Lần trước là đi hát giao lưu là một lần, đó là con thì con mới nhớ thôi, còn những lần trước là ngoại ngồi coi dưới này hơn ngoại ha. Nhưng mà cũng coi đêm thứ bảy hay là ngoại có đi coi? Có lên giao lưu có cũng như hai lần rồi đó. Dạ hai lần hơn ngoại. Dạ ơi nhưng mà cô tiên hậu Giang ta đó. Chắc bữa nào con kết hợp mà con làm một group các khán giả mà VIP của thành hội quán. Để có đầy ở trên hai ngoại có biết ngoại hay lên tặng bông biết không? Biết. Ôi, bữa sau mình là kết bạn đồ mình đi chung cho vui, tại vì ngoại đi có một mình nè. Nó ngoại ngồi ở phía trên đó, ngoại tóc cũng tóc bạc trắng đấy. Đúng rồi ngoại cũng đi một mình, bằng đêm nào ngoại cũng đi hết trơn á. Để ngồi lên chụp hình với bà coi. Dạ lên lên con kết nối ba ngoại đi chung với nhau cho dễ thương, mỗi lần mình lên là lên cả ba luôn. Để ngồi lên quay phim nè. Dạ hồi lên con lên con kết nối cho hai ngoại ha. Kết bạn rồi về ba bà làm một group ba chị em. Đi coi hội quán cho nó vui, tại vì ngoại đi bình thường ngoại cũng mê đi lắm, nhưng mà ngoại chính đâu ngoại có mình à. Bà ấy ở đâu? Dạ bà đó ở đâu? Ngoại ở quận này con quên quận mấy rồi, nhưng cũng ở Sài Gòn. Không bà ở xa lắm. Dạ nhưng mà lần nào ngoại lên thì ngoại nhắn, dù bữa nay vừa hỏi thêm bà có qua không. Đó có gì tôi với bà ngồi chung nói chuyện cho vui. Con ở quận mấy? Con ở Gò Vấp. Dạ con hai ngoại là Cần Thơ lên, là con cháu đưa hai ngoại lên hay là hai bà đi tự động?
tự đi luôn hả? Tự bắt xe đi. Trời ơi, hai ngoại máu chưa? Máu gì lắm. Đi, tự đi luôn rồi hai ngoại nghỉ, anh nghỉ ở đâu? Nhà con ở đây nè. Ủa, nhà thuê ở ngay gần đây luôn hả? Ở nhà của nó. Nó bán bàn ghế rồi đó. Dạ. Rồi hai ngoại đi này là con cháu có biết không? Biết. Biết hả? Tưởng hai ngoại đi sợ hai ngoại. Hai bà rủ đi là đi à? Quê gốc quê con ở đâu? Con ở gốc ở Nam Định. Nam Định. Dạ. Nam Định. Nam Định luôn hả? Con ở Yên Lương, Ý Yên. Ý Yên hả? Dạ. Ý Yên bên trên ngoại. Dạ, trên ngoại hả? Ngoại Xuân Trường. Dạ. Để có gì ủng hộ ngoại được rồi. Dạ. Tôi vừa anh ơi, anh ở Gò Vấp, anh ở Gò Vấp anh qua. Trời ơi, bà con cứ bắt nhận ra hai ngoại nhiều lắm nha. Dạ. Hai ngoại là bây giờ cũng nổi tiếng trên kênh Anh Khương rồi nha. Hai ngoại cũng là khách VIP của hội quán. Dạ đúng rồi, chị Sinh Trần đó. Qua đây con này. Ở bên trên ngoại. Dạ. Đi qua con mới tới ngoại. Vậy là mỗi đêm thứ bảy là hai ngoại bắt xe từ Cần Thơ lên đây. Đi mấy tiếng ngoại? Thì 4 tiếng. 4 tiếng. Rồi. Quý trăm mấy cây số đó. Dạ. Lúc này con ngoại nói là ngoại 70 đúng không ta? Đâu? 84. Bên này 84 rồi. 74. Ngoại 74. Thì là thua 10 tuổi hả ngoại? Đâu, con nhớ lần trước ngoại giới thiệu là hai ngoại là bạn thân đúng không? 90. Chim gần 90. Bà 9 này 80 này 90 đó. Dạ dạ. Hai ngoại quá trời là dễ thương luôn. Mà được cái con mình có đôi có cặp vậy mình đi nó vui ha ngoại ha. Đó đi đâu cũng được trên có miễn là có nhau. Có bà ngoại này là bà về quê không? Dạ có, con cũng lâu cũng hay về. Dạ. Bà gần hơn bà. Đó, bà con cô bác chào hai ngoại quá trời luôn. Chào chào bà con cô bác. Dạ. Chào về Cần Thơ. Cái này là mà bữa sau là ngoại về ngoại mở clip con ngoại coi nha. À con lên clip luôn nha. Dạ lên clip luôn. Để hai nội đầu clip luôn. Dạ con. Anh Phước hay có qua coi không? Dạ. Con có chụp hình với ngoại. Dạ đúng rồi, con có chụp hình với ngoại rồi. Bà cũng có, chụp ngoài đó đó. Dạ, đúng rồi, con lần trước con ngoại bữa nào mà đem giao lưu hai ngoại mà có dịp thì hai ngoại lại lên hát giao lưu. Dạ, dạ, cảm ơn hai ngoại đó. Hai ngoại mặc dù là cũng đi cũng 4-5 lần mà, tại vì hai ngoại ở xa, con nghĩ hai ngoại dữ lắm. Hai ngoại mở Sài Gòn là chắc cũng đi không thiếu đêm nào đâu. Đúng rồi. Này là 5 lần rồi. Dạ, 5 lần mà đi từ Cần Thơ lên nha bà con cô bác. Ủng trăm mấy số đó. Dạ, hôm nay là cái clip này là tập hợp những khán giả cứng cựa của anh Khương này, những khách VIP của hội quán. Dạ, cảm ơn hai ngoại. Mê hội quán, ngôi sao Việt vườn hen. Dạ. Thành ra hai bà mới là đi lên tới đây chứ gặp người ta là không có đi đâu. Dạ. Tại ham mê quá. Mê quá. Bữa sau anh Khương có làm về Long An, ở ngoài có đi nữa không ngoại? Không được, không được. Không biết, không biết đường đi. Không biết đường đi hả? Dạ. Lên đây là biết nè. Nhưng mà biết đường đi là chắc ngoại cũng đi luôn rồi. Hồi nãy bao xe đó. Dạ. Chạy tuốt chẳng mấy cây số. Ngay huyện Long An hả? Dạ, 20 tháng 4. 20 tháng 4 là tụi con sẽ tổ chức ở Long An. Sân banh đó hả? Dạ, sân vận động. Dạ đúng rồi, sân banh đó ngoại. Dạ đúng rồi, ngay sân banh luôn. Đó. Hôm nay anh không đi hả? Dạ. Cưng giờ lên mấy bữa Long An nhớ đi nha anh. Dạ. Bà ngoại kêu không giờ bà khi nào về Cần Thơ mở một ấy đi. À ngoại có ủng hộ cho chương trình về tỉnh không ngoại? Thì cho ngoại đỡ đi ha. Không, về Cần Thơ giá nào cũng phải đi chứ. Dạ về Cần Thơ giá nào cũng đi. Đó vậy là anh Cương mà mở ở Cần Thơ là có hai vé của ngoại rồi. Hai ngoại ủng hộ hai vé. Cháu biết không, ở tới trên đây còn đi mà ở sát bên huyện ở xã mình mà đi anh Minh Nguyễn mới hỏi là diễn di động ở Cần Thơ hai ngoại có đi không, hai ngoại trả lời đi, liền đấy không hai ngoại là rất là chịu chơi, hai ngoại là về Cần Thơ là chắc chắn là đi chắc chắn là đi. Dạ không những đi hai mình mới bữa đó là còn đi cả gia đình dẫn động cả họ dòng họ luôn hả? Dẫn động cả dòng họ đi luôn. Ngoại tham gia kênh truyền thông của con luôn nha, đi phát loa đồ nha. Rồi hai ngoại dễ thương á, con cảm ơn hai ngoại nhiều nha. Con để tôi lên chụp Khương Dừa nè. Con thấy ngoại mà lên clip của Khương Dừa lên clip không? Dạ con có coi rồi. Dạ có biết mà nên là con nhớ mặt ngoại quen mà. Lên 4 lần mà. Dạ mà con cô bác cũng nhận ra hai ngoại nhiều mà.
Dạ rồi, thôi bây giờ hai ngoại ngồi uống nước hen. Đây mình không coi có, chương trình. Bây giờ bà với bà ngoại lên chụp với ông dừa. Dạ, con quay nha. Rồi ok, rồi, con quay cho hai ngoại. Ơi, lên chảnh, quay cho. Hai ngoại lên rủ. Hai ngoại lên rủ ngoại ngoại ở trên chụp luôn, con chụp cho ba ngoại luôn, con kết nối cho ba ngoại luôn. Đây. Không có việc nào nha. Đây đi bữa nay tối nay đi về rồi. Dạ, bữa nay mình mặc áo dài mà mình phải chụp hình cho đẹp. Đó, bữa nay hai ngoại cũng hai bộ dài tưởng đâu MC không á. Tưởng đâu hai ngoại làm MC không ạ? Đây 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 ngoại ngoại ạ. Đây con rủ ngoại áo hồng lên luôn cho ngoại nha. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Đây ngoại ngoại qua bên đi con gọi ngoại cho. Ngoại ơi, con kiếm được bạn cho ngoại rồi, ngoại lên. Ngoại ngoại lên chụp hình đi ngoại. Ngoại lên chụp hình với hai ngoại này. Ngoại, con lên con chụp hình cho. Ngoại, ngoại đưa máy đây con chụp cho. Ngoại, ngoại đưa máy đây con chụp cho. Đợi, đợi còn một ngoại nữa. Đây con chụp cho ngoại nha. Anh ơi anh chưa được lên clip hả? Anh lên clip. Dạ. Để là chụp giùm chú mấy con. Đi có một người quay một người chụp cũng được. Dạ, con qua con xuống vô giữa nè con. Vô giữa nè, chụp cho nó dễ thấy. Rồi để con đưa máy cho. 1 2 3. 2 3. Quay đi. Dạ rồi. Dạ rồi. Kết nối đặng mình có không đâu em trời ơi ngoài ngoài qua đây, con đưa điện thoại ngoài đây là nhóm mày chắc đây nhà. Đây con mới kết nối được cho ba ngoại kết bạn này rồi ba ngoại lấy số rồi lão chị nay tám mấy rồi ấm bốn hả em mới 70 chỗ vậy nhỏ hơn tôi nữa chạy nhỏ hơn vậy đây đẩy đẩy ca nha đây là ca ở này là đại ca ơi ba ngoại dễ thương quá à ở đây tiểu hội chỗ này đại ca dạ hôm nay ngoại bình thường cũng thấy út luôn ngoại ngoại đi có một mình nên là con thấy hai ngoại cũng hay đi coi nên là con kết nối cho ba ngoại có gì đi chung mình ngồi chung cho vui sao từ từ có lên nha chị kiếm nha bạn tên gì tên là Ngỡ anh chị Ngỡ ở Bà Điểm rồi biết rồi dạ Ngỡ rồi dễ thương dạ vậy mà nhỏ hơn bạn dạ rồi, nhỏ nhỏ hơn rồi hả có bạn chồng bảy rồi tôi vẫn muốn em ơi ông xã tôi 7-6 tuổi dạ tôi nhỏ hơn ông 6 tuổi dạ rồi mình lên gặp nhau nha tôi 8 giờ rưỡi này tôi về rồi đi Bình Dương Bình Dương lên mộ Vũ Linh trên cho biết à mộ của Vũ Linh đi ban đêm vậy hả đâu có lên cảnh ngủ rồi sáng với lại vậy đẹp coi ngoài 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 đoán ngoài bao nhiêu tuổi ngoài đoán là ngoài 84 nói rồi hả? Này 74. Dạ, ngoài là nhỏ nhất ngoài út nè. Ờ, út là nhỏ nhất. Giờ gọi sao cho dễ ngoài út nè. Cái này em út. Em út, nó ngoài út. Còn bên ngoài này là ngoài ngoài là à đâu ngoài là lớn nhất đúng không ạ? Cái này là cái ở nhà tôi không thấy út luôn. Út luôn hả? Út luôn. Dạ, coi à. Dạ. Nhưng mà bây giờ mấy ngoài gọi gọi sao cho nó dễ để khán giả gọi tên cho nó dễ. Dạ. Dạ, ngoài út. Lên 5 lần rồi. 5 lần hả? Ừ. Trong Tết luôn. Ngoài là đi chưa thiếu đêm nào hết trơn. Ở gần lễ là đi, gần lễ là đi. Dạ. Nay mình đi bạn. Dạ. Vui ha, nay con kết nối được cho ba ngoại ha. Em nói cho em út. Dạ, kết nối em út. Em út là nhỏ tuổi. Dạ, nhỏ tuổi mà út nữa. Rồi ba ngoại lấy số chưa? Ngoại lấy số chưa để khi nào mà lên á ngoại gọi hoặc là nhắn tin chứ không lấy số là đến hồi không kết nối được. Lời đó. Bữa không có số à. Không có con có số của ngoại nhưng mà mấy ngoại trao đổi số với nhau á. À, trao đổi số nha. Dạ. Ngoại lấy số đi xong là khi nào mà ngoại lên á ngoại nhắn là hôm nay bà có lên không mình ngồi chung mình coi cho vui. Bấm số nè, bấm giùm đi. Dạ đây con đánh cho ngoại.
Bây giờ ngoại hay dùng Zalo hay dùng số điện thoại? Zalo đỡ nhà. Hay Zalo số điện thoại. Zalo mình đỡ nhà. Mật khẩu ngoại ơi. Mật khẩu N. N luôn. Tại vì tên ngỡ. Con kiếm Zalo nha. Bây giờ ngoại nhập số vô cho con giúp con nha. Nói sao em không biết. Để số tôi đi gọi bà bản ha. Đây, ngoại không, ngoại có số điện thoại không, ngoại nhập vô. Ngoại không có biết. Ngoại, ngoại có số không? 0922 nói số tôi đi được. Ngoại là 034. Đây không, nhưng mà có số Zalo không ngoại? Có. Dạ. 034. Dạ rồi. 859. 859. 859. 3642. 3642. Rồi, kết bạn rồi nha ngoại, đây đây. Rồi, con bấm ra coi có qua đây. Rồi. Rồi đây nhắn tin rồi nè. Để qua rồi. Qua rồi đây Minh Tiến nè. Đây rồi nha. Ba ngoại có gì khi nào mà mình tới một quán thì mình giao lưu nha. Minh Tiến nè. Dễ thương quá. Ba ngoại giờ là nổi nhất ngôi hội quán rồi đó. Phải rồi cả nhạc phải. Lên chương trình là ai cũng biết ba ngoại hết trơn á. Dạ bà con đến cũng gần đầy hết rồi bà con cô bác. Chị ta nha. Chị ta tốt với chị kìa. Dạ. Gặp lại không? Hả? Tuần sau gặp lại. Không có gì dữ rồi. Dữ lâu lắm mới lên. Hai ngoại ở Cần Thơ rồi. À, xa quá. Dạ, xa, hơi xa. Rồi nắm tay yêu thương rồi. Rồi chị ta nha. Dạ, dạ, cảm ơn hai ngoại. Này làm trước xa là không người dân nè. Dạ, dạ. Dễ, cùng độ tuổi này mình kiếm được bạn là mừng rồi. Dạ.